Chính trị ha. Rồi đây là một số cái bộ trà nhà em của chính trị khá là nhiều luôn á mọi người ơi. Rồi nhưng mà em sẽ lên sơ lược một số đây. Là một cái bộ trà hàng tử sa. Rồi ly này là dạng ly cao. Bộ trà này có 6 ly của chính trị và một bình. Một bình bình này là dung tích. À ở trong là có cái lọc lưới như thế này. Rồi bình này là 200 ml, là miệng miệng 6, cao 6 của chính trị, có chữ thư pháp đàng hoàng luôn nha. Bao cưng. Rồi mã 01500, hàng em đi bao ship bao bể, có cần hỗ trợ cái gì thì gọi giùm em số line 0703948359 nha chú anh chị. Đây là một bộ trà thứ hai, gồm có 8 ly, 8 ly trà miệng 6, cao 3,5 của chú anh chị. Bình dung tích cũng 200 ml, có chữ khắc luôn. Hàng này là hàng có nghệ nhân nha cô chú anh chị ơi. Hàng có nghệ nhân, nhưng mà cái hàng này là nó cũng khá là lâu rồi cô chú anh chị. Cái này là hàng em bỏ trong kho khá lâu rồi. Đó, nên là những cái này nó đã ra tay, nhưng mà những cái hàng này nó còn ok lắm cô chú anh chị yêu ơi. Ở trong á thì là lọc sao mai cô chú anh chị, lọc hoa mai nha. Rồi bộ trà mã 02, bộ này thì nó 8 ly, 950 ngàn. Hàng này khá là đẹp cô chú anh chị. Rồi bộ số 3 là xanh ngọc nha, miệng 6. Miệng 6, bình thì miệng à cái ly thì là miệng 6, cao là 4 của chú anh chị. Mã 03 là 900, bình dung tích là tầm 200 ml. 200 ml chú anh chị ơi. Nói chung là nó cũng hơi to to xíu nha. Em chỉ báo dao động vậy thôi cho cô chú anh chị, là miệng bình là 8, cao là 8 của chú anh chị. Đó, rồi lên giùm em mã 03900 của chú anh chị nha. Hàng cái hộp này mình tặng quà biếu cũng ok lắm. Cái hàng đá ngọc này là cô chú anh chị. Là gì đây? Khi mà mình mua cái size size cái mua cái gì ta? Đá ngọc của chú anh chị, cái size cái ngọc không, cái mình cái đổ vô cái khuôn á bằng đá thì mọi người sờ chị vào chạm vào cảm thấy nó lạnh lạnh ha. Rồi cái hộp là bao xịn luôn nè, quà biếu là ok. 03900 giùm em. Rồi em một cái mã 04 hàng tử sa, ly có quai, có 6 ly của chú anh chị. Ly quai miệng miệng là 6, cao là 3,5, có mộc chuyền. Bộ này thì chỉ giá 500 thôi, mã 04. Bình này thì dung tích là 200 ml chú anh chị. 200 ml lọc hoa mai. Lọc hoa mai chú anh chị yêu ơi. À cái này là do em đổ nước vô của chú anh chị không sao đâu, hoặc là đây cái này chỉ là do cái bột và tử sa còn là sót lại thôi. Coi mã 04500 cũng ở trong một cái hộp như thế này, bao xịn sò luôn ha. Rồi 05 là một cái hàng hoa hoa này khá là bắt mắt của chú anh chị, miệng 6, cao 6 giùm em nha. Miệng 6, cao 6 giùm em. Nó ở trong có ở dưới có một chuyện của chú anh chị. 05 gồm có 6 ly trong cái hộp, bao xịn sò luôn nè. Cưng ha, nhìn cưng heo chính chị ha. Đó. Rồi bình này là dung tích cũng 200 ml luôn cô chú anh chị. Có lọc lưới nè, rồi lên cho em mã 05500. 0506 là bát tiên dược hải. 06 là bát tiên dược hải cô chú anh chị. Đó, bát tiên dược hải nha. Ly này thì ly cao. Rồi miệng 6, cao 7, bát tiên dược hải mã 06. Bình dung tích là một nửa lít của chú anh chị ơi, nửa lít nha. Nó có cái hoa gì rồi gì nè, về mình lắp ráp lại giùm em nha. Nói chung là nó cũng dễ dàng lắm chú anh chị. Đó, ở dưới có một chuyện nha, bao điệu bao cưng luôn. Rồi mã 06600 của chú anh chị, mã 06600 về gắn cái hoa giùm em. Hàng này em đi bao ship cho mọi người nha. Rồi mã 07 là một cái bộ trà hàng China xưa, hàng này có 4 ly, miệng 7, cao 5 của chú anh chị. Rồi bình là dung tích là nửa lít của chính chị, lọc là lọc hoa mai ha. Hàng này là hàng gắm hàng China xưa của chính chị ơi, khá là điệu luôn, khá là đẹp đó. Màu sắc là vẽ tay, họa tiết vẽ tay hết rồi. Lên giùm em mã 07 1 triệu, em đi bao ship có cái khay luôn nha cô chính chị. Bộ trà này 4 ly thôi. Rồi mã 08 là một bộ trà Âu, bình là dung tích 1 lít, khá cao 20, cao 20, nếu mà tính tới đây là tầm 24 của chính chị. Ly là hoa hồng, gồm có 6 ly, hay khá đẹp. Đây, ở trong lòng ly có hoa, có hoa chú anh chị. Miệng 7, cao 7 nha. Đó, miệng 7, cao 7 chú anh chị. Bộ này chỉ 1 triệu 6 thôi. Cái khay này dài qua là 36, ngang qua là tầm 20 chú anh chị. Cao lên, cao với mặt đất là gì, nó có chân tầm 5 cm chú anh chị. Bình ở trong là lọc hoa mai. Đó, rồi lên giùm em mã 08, 1 triệu 6. Rồi mã 09 là một cái bộ trà hoa sen. Bộ trà hoa sen như thế này, giống như nãy lọc lưới hoa sen, bình cũng 200 ml chú anh chị. Coi bên này là mã 09500, bao ship nhau chú anh chị. Miệng 6, cao 6, hoa sen, ở dưới có một chuyện. Bình cái này là ly,
bình là dung tích là 200 ml. Rồi cái này là mã số 10 của chính chị cũng có là 6 ly. Có ông thầy đồ cũng đang ngồi gì nè. Đó. Miệng 6 cao 6 của chính chị yêu ơi. Ở dưới có một chuyện đen mã số 10 500. Thì bình cũng vậy, cũng có lọc lưới, cũng khá là đẹp. Số 10 500 giùm em, mã số 11 là một cái nhạo rượu như thế này. Miệng gồm có 6 ly. Kim loại mạ vàng khá là đặc biệt, khá là đẹp của chính chị. Rồi mã 11, 1,5 triệu của chính chị ơi. Đó, nhạo rượu này là có 300, tầm 300 ml ha, cao 20. Nhưng mà để được tầm 300 ml nước. Còn ly là miệng 6 cao, miệng 3 cao 6 của chính chị. Cái dĩa, cái khay thì khá là đẹp luôn nè. Cái này là bao dễ thương luôn. Rồi, mã 12 cũng là một cái đo, cái cặp, cái gì đó, cái bình nhạo rượu gồm có 10 ly. 10 ly và một bình hao chính chị miệng 3. Miệng 3 và cao là 6. Hàng này là hàng xứ xương, khá là đẹp, thấu quang, thấu đèn luôn nha. Bình là thể để được nửa lít, cao là 20 của chính chị. Cao là 20, nếu mà tính tới cái đỉnh thì luôn là 22 nha. Rồi 1,1 triệu giùm em mã số 12. Rồi mã số 13 là một cái bình mẫu Âu nè của chính chị yêu. Bình này là dung tích là 1 lít ha. Khá là đẹp. Nó có nhấn nhá một cái viền vàng, nó có một truyện trên ly nha cô chú anh chị ơi. Rồi miệng ly là 7 cao là 6 chú anh chị. Miệng ly là 7 cao là 6, gồm có 6 ly và một bình nha. Cái khay nó cũng y chang như cái kia thôi. Nó sẽ là 36 ngang qua là tầm 20. Cái bình này là 1 lít luôn cô chú anh chị. Lọc là lọc hoa mai ha, khá là cưng. Trai thích tao nhã. Rồi 2,5 triệu mã 13. Rồi một cái bộ mã 14 hoa hồng cũng là mẫu Âu chú anh chị. Miệng ly là 7 cao 8, ở dưới có một chuyện có 6 ly. 6 ly và một bình, bình dung tích là 1 lít ha, có lọc hoa mai. Cao lên là 14. Nói của chú anh chị, khá là cưng ha. Rồi. Đây là một số cái bộ trà nhào rượu nha em. Nhào rượu nào chú anh chị. Cũng 1,1 triệu giống cái kia. Và đây là một cái bộ mẫu Âu mà 2,6 triệu, miệng ly là 9, cao là 7 của chính chị, bình dung tích là 1 lít luôn ha. Đó, thấy cưng ha. Rồi em xin chào chính chị nha. Có ai chốt đơn thì gọi giùm em số hotline 0703 948 359 nha chính chị yêu ơi.